Dạ. Quay tốt trượt. em ở đó đi sợ. Chơi giống như chưa từ trong thật nước đấy. Con tôm một rồi hả? Tôi lấy rồi chưa ha? Sữa thật uống ngon
nhai vui vỗ tay hả? Này nói hết đây rồi các bạn. Ok, chắc mừng trải sáng này thì chúng ta với chủ đề là cái cung đường đồng mới này thì ăn tên dạng đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với không chỉ các em học sinh mà còn là một dịp đặc biệt để các bố mẹ trải nghiệm cùng các con, tạo nên những kỷ niệm rất đẹp, rất tuyệt vời cùng với gia đình của mình. Hy vọng rằng các bé sẽ luôn luôn được thỏa sức vượt qua mỗi ngày, được chơi thật vui để tăng cường sức khỏe, phát triển sự sáng tạo và giá trị sau những giờ học tập chăm chỉ. Và xin phép là một lần nữa sẽ đặc biệt tại khu hội đồng năm 2023 lần này, đó là lần đầu tiên được sự sửa thật phương chung đến với khu marathon. Các quân kinh nơi đừng quên bỏ lỡ khu vực phía bên kia nhé. Và tiếp theo, anh xin mời toàn thể quý vị huynh các bạn sẽ cùng nhau trở về với một cuộc sinh khoáng này. Chúng ta cũng còn rất là nhiều những hoạt động khác hấp dẫn và thú vị ở phía đằng sau, đặc biệt là rất là nhiều những anh chị khách mời sẽ cùng giao lưu với các bạn. Ok, và bây giờ sẽ là dạ quý vị phụ huynh thân mến, ngay lúc này thì đường trưởng của chúng em đã đóng cổng rồi. Quý vị phụ huynh nào chúng ta còn bé thì hãy giữ lại để sáng mai vào lúc 9:30 chúng ta cùng quay trở lại với khu vực đường trường cho các bé cùng trải nghiệm đường trường nhé. Cảm ơn bố mẹ cùng với các bạn đã cùng với mỗi tuần trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin thông báo là đường trường hiện tại đã đóng rồi ạ. Xin cảm ơn. Dạ, mừng nặng nhé. Ok, và ngay lúc này tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón lên khu vực sân khấu với một tiểu phẩm hết sức thú vị, một hành trình khám phá Huế, một câu chuyện vô cùng ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đến với lúc này là những viên mặt. Chúng ta sẽ có ba người và ba bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, Chấp Chấp, Hoàng Quốc và Siêu Linh. Lắng con. Con đừng nghĩ sẽ phát đứng đâu luôn. À được hả? Giống như mà con đó.